Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, 4,8 lần là mức tăng trưởng tín dụng tiêu dùng trong 5 năm qua giai đoạn 2012 đến 2017. Và hiện nay dư nợ cho vay tiêu dùng đang chiếm khoảng 18% tổng dư nợ nền kinh tế. Việc tăng trưởng nhanh của tín dụng tiêu dùng mang lại những lợi ích nào cho khách hàng, các công ty cho vay cũng như nền kinh tế? Đâu là yếu tố tạo rủi ro cho nền tài chính tiêu dùng của Việt Nam trong thời gian vừa qua? Sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính làm thế nào để an toàn hiệu quả? Chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều hơn về tất cả những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi và trước tiên, mời quý vị cùng đến với những điểm nổi bật về thị trường tài chính tiêu dùng qua phóng sự tổng hợp ngay sau đây. Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng tiêu dùng đã tăng gần 5% trong giai đoạn 2012 đến 2017. Cụ thể, năm 2012, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng khoảng 230.000 tỷ đồng, chiếm 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Đến cuối năm 2017, dư nợ tín dụng tiêu dùng đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, gấp 4,8 lần năm 2012, chiếm khoảng 17% tổng dư nợ của nền kinh tế, tăng 32,5% so với tháng 1 của năm 2017, cao hơn rất nhiều tốc độ tăng khoảng 18% của tổng dư nợ toàn hệ thống trong cùng thời kỳ. Trong tổng dư nợ đó, dư nợ của các công ty tài chính tiêu dùng chiếm khoảng 8,2%, tương đương với mức 90.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2017, còn lại là tín dụng tiêu dùng từ các ngân hàng thương mại. Ngoài những công ty đang nắm phần lớn thị phần như FE Credit khoảng 50%, Home Credit khoảng 17% và HD Saison 13%, theo thống kê trên Vietnam Finance, các công ty khác như Prudential Finance, Toyota Finance cũng tích cực tham gia vào hoạt động này. Tôi nghĩ là hiện nay Việt Nam tín dụng tiêu dùng là một cái rất cần thiết. Thứ nhất là tín dụng tiêu dùng mà nó mở cái khả năng tiếp cận tín dụng, tiếp cận tài chính cho tất cả mọi người dân, từ những người có thu nhập không cao, những người thấp cho đến tất cả những cái doanh nghiệp mới thành lập vân vân, thì tất cả đều là cái tín dụng tiêu dùng là một kênh vô cùng quan trọng. Kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng là thông qua cái tín dụng tiêu dùng thì có thể giúp được rất nhiều người dân có thể biến được những tài sản người ta có để có thể đưa cái tài sản đấy vào trong quá trình sản xuất, giúp người ta có thể đầu tư và giúp người ta có thể nâng cao được cái mức sống của họ. Đúng không? Ví dụ chúng ta có một mảnh đất đó, mà chúng ta không có, ví dụ chúng ta không biết là bán đi thì không có mà ở, nhưng nếu chúng ta cho vào thế chấp để chúng ta vay và chúng ta mở mua một cái tài sản nào đấy mà cái tài sản đấy nó có lưỡng dụng, nó vừa kinh doanh nhẹ, vừa phục vụ cuộc sống, thì như vậy chúng ta cái việc đấy nó đã giúp cho cái mở rộng cái khả năng thu nhập bây giờ và tăng cái dòng thu nhập của người dân lên. Khi mà chúng ta phát triển những tín dụng tốt thì nó cũng có phần giảm đi cái tín dụng đen, là một vấn đề khá là bức xúc trong thời gian vừa qua. Một cái nữa là khi chúng ta phát triển tín dụng tiêu dùng cũng sẽ góp phần là thúc đẩy cái tiêu dùng hàng hóa, qua đó thì thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh là tiêu dùng cá nhân giữ một vai trò trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam chúng ta thời gian qua cũng như là sắp tới. Cái cuối cùng là khi chúng ta thúc đẩy cái tài chính tiêu dùng, nó thể hiện được xã hội văn minh hơn. Bởi vì thúc đẩy cái tiến trình thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tốt lên. Với tỷ trọng 17,2%, tổng dư nợ nền kinh tế tín dụng tiêu dùng của Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Ở Trung Quốc, tỷ trọng này vào khoảng 20%, ASEAN 5 34-35% và Úc chi vay tiêu dùng hiện đang chiếm khoảng 36% dư nợ toàn nền kinh tế. Không thể phủ nhận những lợi ích tín dụng tiêu dùng mang lại cho khách hàng, cho nền kinh tế. Song trong thời gian vừa qua, ngoài những rủi ro về lãi suất cao, cho vay tiêu dùng còn gây hoang mang dư luận với những vấn đề liên quan đến những bất đồng, những kiện tụng giữa khách hàng, công ty cung cấp tài chính và một bên thứ ba, đó chính là nhà cung cấp dịch vụ liên kết, công ty tài chính. Theo các chuyên gia, thì quy trình cho vay chưa chặt chẽ, tạo ra kẽ hở cho nhân viên tín dụng trục lợi là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến những rủi ro trong quan hệ tín dụng giữa khách hàng và công ty tài chính. Theo các chuyên gia kinh tế, sự tăng trưởng nhanh trong thời gian vừa qua, thậm chí việc phát triển cho vay tiêu dùng bằng việc đẩy nhanh thị phần thay vì phát triển bền vững tài chính, trong khi đó hệ thống kiểm tra giám sát cũng như quy trình cho vay tại các công ty tài chính còn chưa chặt chẽ, chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn tới rủi ro cho thị trường tài chính tiêu dùng trong thời gian vừa qua. Trong cái việc qua có một số cái rủi ro nó xảy ra, thì chúng tôi thì cho rằng là đánh giá là rủi ro đấy chủ yếu là nó nằm ở rủi ro hoạt động trong quản lý của các cái công ty cho vay.
về khi mà thực hiện các cái nó có rủi ro xảy ra ở khi mà nhân viên có thể người ta không tuân thủ các quy định của chính công ty của mình. Sẽ có một số các cái cá nhân khi mà họ không tuân theo các cái quy trình do các công ty ban hành ấy, thì có thể dẫn đến cái rủi ro khi mà họ thực hiện tác nghiệp, bởi vì là có thể họ sẽ chạy theo các cái chỉ tiêu về mặt lợi nhuận. Thực tế trong thời gian vừa qua, với khẩu vị rủi ro cao hơn các ngân hàng thương mại, nên việc cho vay tại các công ty tài chính cũng như đối tượng tiếp cận khoản vay của các công ty tài chính cũng đơn giản và nhanh chóng, đặc biệt tại các điểm liên kết bán hàng trả góp giữa các công ty tài chính và nhà cung cấp dịch vụ, thì quy trình thực hiện đi vay và cho vay lại càng trở nên dễ dàng và khó kiểm soát hơn. Đây chính là kẽ hở để cho một số nhân viên muốn bán được hàng mà cố tình đẩy khách hàng vào khoản vay dù chưa biết khách hàng đủ hay không đủ tài chính để chi trả cho khoản vay này. Chúng ta rất là rõ rằng kể luật pháp luật quy định rằng là nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo cho khách hàng là được cung cấp đầy đủ và hiểu được thông tin trong những hợp đồng. Và do vậy là cá nhân tôi đánh giá rằng là dần gian vừa rồi là cái đẩy mạnh dư nợ quá mức khi mà không có đi đâu về nó là kiểm soát hoạt động về quản trị rủi ro hoạt động mà không tốt thì sẽ dẫn đến cái điều này là rất yếu thôi. Nếu chúng ta hơi nghĩa thiên nặng về phần tiền cạnh tranh giành thị phần của nhau có thể sẽ dẫn đến nó đi có những cuộc đua để mà nó chúng tôi gọi là rủi ro về mặt ở đây chúng ta gọi là rủi ro đạo đức, chúng ta đi theo chạy theo cái thị phần mà chúng ta quên mất cái quản trị rủi ro. Còn theo chuyên gia tài chính ngân hàng ông Cấn Văn Lực, hiện nay việc thiếu minh bạch trong cho vay tiêu dùng cũng như thiếu chuyên nghiệp trong cho vay cũng là rủi ro lớn cho thị trường tài chính tiêu dùng. Phía công ty tài chính tiêu dùng, thứ nhất là họ vẫn còn thiếu minh bạch về thông tin, cơ chế chính sách, đặc biệt các thông tin quan trọng như liên quan đến lãi suất, liên quan đến phí, liên quan đến việc trả nợ, trả lãi, nó như thế nào. Rồi cái mối quan hệ của họ nó không rõ ràng đối với các công ty tiêu dùng bán lẻ, trách nhiệm không rõ ràng. Nhân viên tư vấn của những cái công ty này họ không làm việc một cách nó đến nơi đến chốn, hoặc là hướng dẫn chi tiết khách hàng, đôi khi thông tin nó tương đối mập mờ. Nợ xấu của các công ty tài chính chiếm tới 5%, trong khi đó vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng chỉ bằng một nửa. Đây chính là minh chứng cho thấy rủi ro mà công ty tài chính tiêu dùng đang phải trả cho việc cho vay nhanh, thủ tục đơn giản mà thậm chí không nắm rõ thông tin khách hàng mà vẫn cho vay tồn tại trong thời gian vừa qua. Trong khi quy trình cho vay giám sát công ty tài chính còn lỏng lẻo, thì việc người dân thiếu hiểu biết về tài chính, không cẩn trọng khi đặt bút ký vào các hợp đồng tín dụng cũng làm cơ sở gia tăng rủi ro cho vay tiêu dùng trong thời gian vừa qua. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo chia sẻ của một số khách hàng đã tham gia mua hàng, sử dụng dịch vụ trả góp từ các công ty tài chính, việc không đọc kỹ hợp đồng, chưa hiểu hết hợp đồng nhưng đã đặt bút ký, chính là một phần nguyên nhân gây ra rủi ro cho bản thân những khách hàng này. Đến nay không ít khách hàng không có khả năng chi trả cho khoản vay nhưng lại không thể trả lại sản phẩm đã mua. Mình nhớ là hôm đấy mình ký rất là nhiều thứ, rất là nhiều giấy tờ luôn và gần như là mình không đọc bất kỳ một cái khoản nào cả. Gần như là không đọc bất kỳ một cái điều khoản nào trong cái hợp đồng nào cả. Thậm chí dù khách hàng được cung cấp thông tin một cách đầy đủ trong hợp đồng tín dụng, nhưng hiện nay kiến thức về tài chính tiêu dùng của người dân còn thấp, thêm vào đó là sự chủ quan khi đi vay, nên những rủi ro khi đi vay là điều khó tránh khỏi. Dân trí tài chính, đấy là yếu tố mà chúng ta luôn luôn muốn hướng đến để mà cải thiện và phát triển nó. Nhưng mà về mặt bằng chung thì nhận thức về tài chính của dân chúng ta là tương đối thấp. Có thể người dân được cung cấp thông tin đầy đủ đấy, nhưng hiểu được thông tin đấy có đúng với đủ không lại là một vấn đề. Rõ ràng là người tiêu dùng cũng như khách hàng của chúng ta đôi khi cũng rất là chủ quan. Và cũng phải nói thật là cũng ít khi đọc các hợp đồng tín dụng, kể cả hợp đồng tín dụng rất là quan trọng hay là số tiền lớn, nhưng mà khách hàng cũng ít đọc. Đặc biệt những cái điều kiện, điều khoản quan trọng liên quan đến số tiền, liên quan đến lãi suất, liên quan đến phí, trả nợ gốc và lãi, rồi lãi suất phạt cũng ít để ý. Thế chính vì thế mà khi mà xảy ra rủi ro mới thấy rằng hóa ra là mình đã bị lừa, nhưng không phải như thế. Lý do chính là mình cũng không đọc kỹ, chủ quan. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp khách hàng đi vay tiêu dùng không cân đối được bài toán thu nhập và chi phí, nên dẫn tới việc số tiền vay quá mức chi trả, dẫn tới nợ xấu cho các tổ chức tài chính.
Đôi khi khách hàng của chúng ta vay tiêu dùng chưa nắm rõ được năng lực tài chính của mình. Ví dụ có 1 đồng nhưng mà vay đến tận 4 đồng, hay là thu nhập coi như là có 2 đồng thì vay nợ đến 2,5 đồng, thì rõ ràng là cái năng lực trả nợ nó rất là khó đảm bảo. Trong khi mà khai báo với công ty tài chính tiêu dùng nó chưa phải là trung thực hoàn toàn, dẫn đến là cuối cùng là mất khả năng trả nợ, và khi nó lại phải chịu lãi suất cao, và chính vì vậy là khiến cho cái nợ xấu rồi tranh cãi kiện tụng xảy ra thời gian vừa qua. Không thể phủ định, việc các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng đã mang đến cho khách hàng rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, đi kèm với đó là tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó, với mỗi khách hàng, phải cần sự tỉnh táo để lựa chọn cho mình hình thức đi vay phù hợp. Dù rủi ro là không hề nhỏ, nhưng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn yêu cầu các tổ chức tín dụng, công ty tài chính đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. Để làm được điều này thì người dân, các công ty tài chính cũng như cơ quan chức năng cần phải đưa ra những giải pháp như thế nào để cho vay tiêu dùng an toàn và mang lại hiệu quả nhất. Phóng viên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV đã ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Phải nắm rõ thông tin về khách hàng mình, tức là phải biết rõ thông tin của khách hàng mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các cái công ty cho vay tiêu dùng cần phải cân đối được giữa hai cái áp lực, tức là áp lực phát triển bền vững và áp lực và phát triển để giành thị phần. Nếu chúng ta hơi thiên nặng về phát triển cạnh tranh giành thị phần của nhau, có thể sẽ dẫn đến nó đi có những cuộc đua để mà nó chúng tôi gọi là rủi ro về mặt. Ở đây chúng ta gọi là rủi ro đạo đức, chúng ta đi theo chạy theo cái thị phần mà chúng ta quên mất cái quản trị rủi ro. Do đó cái sự cân bằng giữa cái chuyện phát triển bền vững và phát triển để đảm bảo tranh giành thị phần của nhau thì ở đây tôi nghĩ là cái điểm là then chốt. Cái rủi ro về mặt tác nghiệp cũng như là rủi ro về mặt con người có thể được giảm thiểu khi chúng ta áp dụng công nghệ, bởi vì thứ nhất, công nghệ cho phép chúng ta biết được rằng là cái hiện trạng của các khoản vay mà những người đi vay đấy đang ở đâu, biết được là cái người mà phụ trách các khoản vay đó họ đã làm gì đối với những khoản vay này rồi, họ đã cung cấp thông tin cho những người đi vay như thế nào thông qua các cái phần mềm được cài dành riêng cho việc quản lý những cái người bán hàng mà người ta gọi là AM, Relationship Manager. Ngoài ra ấy, thì dần dần ấy, công nghệ cũng có thể thay thế được bản thân những người bán hàng này. Thậm chí việc giải ngân sẽ được thực hiện tự động vào ví điện tử hoặc là vào tài khoản của ngân hàng. Còn về phía khách hàng, tôi cho rằng là có lẽ cũng cần phải chịu khó tìm hiểu kỹ hơn các điều kiện khi mà đi vay tiêu dùng. Đặc biệt những điều kiện quan trọng như tôi đã nêu liên quan đến lãi suất, phí, rồi trả nợ như thế nào. Và cái thứ hai là cũng cần phải tìm hiểu kỹ xem là mình vay từ công ty tài chính tiêu dùng nào, mình mua hàng từ những đại lý nào. Bởi vì rõ ràng là những công ty lớn, uy tín thì họ cũng đỡ hơn trong câu chuyện là nó không rõ ràng cũng như là hành vi nó không chuẩn mực. Những dữ liệu có sẵn thì chúng tôi luôn tìm kiếm những cái nguồn dữ liệu lớn hơn để mà chúng tôi có thể hiểu đúng nhất về nhóm khách hàng mà đang đi vay, để mà chúng tôi có thể đưa ra những cái sản phẩm phù hợp. Đứng dưới góc độ là một nhà cho vay có trách nhiệm thì công ty tài chính luôn khuyến khích khách hàng là mình cân nhắc thật kỹ cái sản phẩm mình đang muốn mua trả góp, và cũng như là cái số tiền hàng tháng mà mình thanh toán có cân bằng với lại cái chi tiêu hàng tháng của mình hay không. Và nếu có những cái rủi ro xảy ra thì khách hàng có thể có những cái giải pháp nào để mà có thể đảm bảo cái khoản nguồn chi tiêu tài chính của mình đầy đủ cho cái phần thanh toán của khoản vay. Cơ quan nhà nước phải có những cái văn bản pháp luật, tại vì bản chất của những nhà cung cấp dịch vụ là người ta sẽ chạy đến lợi nhuận. Cho nên là khi mà lợi nhuận mà hấp dẫn người ta quá thì người ta rất dễ có thể là phá vỡ được những cái quy trình quản trị rủi ro đang có. Và do vậy đây là lúc này vai trò của phải rất là quan trọng về làm sao để kiểm soát và uốn nắn để cho đúng với cả bài bản và đúng pháp luật. Thế là trong hệ thống giáo dục của chúng ta rất cần thiết phải đưa vào chương trình từ bậc phổ thông những cái chương trình về giáo dục về tài chính cá nhân để người dân hiểu được về những điều cơ bản về tài chính như là tiền này, quản lý dòng tiền này, hoặc đến những cái kiến thức cao hơn như là lập kế hoạch tài chính cá nhân, đầu tư có bài bản, thì đấy là những cái giải pháp dài hạn.
Đến đây chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.